Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây sung lép siêu quả. Sung lép siêu quả hàng cây giống nhé. Cái này là em đang quay cho mọi người, là cây mẫu. Cái này là cây mẫu nhé. Còn cái trong cái livestream ngày hôm nay thì em sẽ phát bán hàng cây giống sung lép siêu quả đấy. Mọi người nhìn cái giống sung này ấy, cây này, cây bé siêu như này, nó đã ra quả chóc, sai chóc này rồi. Và ra quả sai từ gốc cho đến ngọn luôn. Và phân ra cái hàng này dành cho những bạn nào thích cây sung. Thì này em quay cái hàng sung lép này cho các bạn nào có niềm đam mê với sung súng, sung sướng, có niềm đam mê với thung thướng. Đây, cây mẫu nhá. Còn đây là hàng cây giống mà em xuất bán nhá. Em xuất bán cái hàng này chỉ có bán ở nhà vườn này. Các bạn nào nhà vườn mà muốn mua về làm giống thì inbox cho em. Thằng sung lép giống này, cây giống nó cao khoảng tầm 20 phân, 18 cho đến 25 phân. Cao cây 18 cho đến 25 phân, cũng gọi đây trung bình là cao 20 phân đi. Em bán giá rất là rẻ thôi. Đợi. 1, 2, 3. Rồi. Em bán giá chỉ 7k một cây ạ. 7k một cây này nhá. Bác nào muốn mua cây sung lết siêu quả này về làm giống thì các bạn inbox vào Zalo số điện thoại em là 0911451210 cho em. 0911451210. Cây xuất sắc luôn ạ. Cây cam kết giao cho mọi người là cây khỏe đẹp. Cây khỏe đẹp, dễ già. Dễ già đẹp nha mọi người nhá. Cam kết sống. Đây. Già dễ già, khỏe mạnh luôn, cây cực kỳ đẹp luôn, hàng cây giống già khỏe. Đây là hàng giống nhỏ siêu siêu lửa này. Đấy là nhỏ siêu siêu lửa. Còn xuất bọn này bao giờ nuôi to bọn này thì bắt đầu mới xuất bán này. Cây rất là già, khỏe đẹp, khỏe cây luôn. Sung lép siêu quả, cây giống sung lép siêu quả dành cho bác nào mà nhà các bác đang có ruộng trống, đất trống mà bác chưa biết làm cây gì mà không cần phải chăm sóc. Thì các bác chọn cái thằng sung này, các bác cứ trồng ở giáp. Nó rất phù hợp trồng ở những cái giáp bờ mương ấy. Ví dụ nhà mình mà làm ruộng để mình mốc múc đất lên mình trồng các loại cây khác ấy, thì mình còn ria cái thừa cái phần bờ, cái bờ dọc bờ mương ấy, dọc cái bờ kênh bờ mương mà mình chưa biết dùng nó vào việc gì, thì mình có thể trồng cây sung này phù hợp nhất là để cho các bạn trồng ở dọc bờ mương nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn chảy màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. Giá em bán là giá báo từ 100 cây nhá mọi người nhá. Giá bán từ 100 cây ạ. Bắt đầu ưng thì chốt đơn cho em đây, mọi người nhìn xinh không? Đấy, cây rất là đẹp. Hàng cây giống nhá, cây giống đẹp long lanh luôn. Cây giống sung lét siêu quả nhá. Nhà em bán hàng thì bảo hành giống trọn đời. Bảo hành giống trọn đời là như nào? Tức là em cam kết với mọi người là cây này, cây em bán cho mọi người cây bán chuẩn giống nhá. Nếu mọi người mua vào những cái địa chỉ mà không uy tín ấy thì mọi người sẽ mua phải những cây nó không chuẩn giống, thì sau mọi người 5 năm 3 năm, bởi vì cây cối nhiều khi phải 5 năm 3 năm 7 năm mới biết được cái kết quả. Chứ đó lại không biết được ngay kết quả trước mắt. Nhưng riêng đối với nhà em Thủy này, bác nào mua hàng của nhà em rồi đấy, bác nào theo dõi livestream của em thường xuyên rồi đấy, thì mọi người biết nhà em cam kết bán hàng chuẩn giống cho khách luôn, cây giống nào thì em bảo đúng giống đấy. Nhưng mà nếu mọi người mua ở những cái địa chỉ không uy tín ấy, mọi người sẽ bị mua nhầm giống đấy. Bởi vì cây sung này nó rất là khó phát hiện. Hàng cây giống này 100% được dâm từ cây mẹ ở nhà nhá. Hàng cây giống là 100% được dâm từ cây mẹ ở nhà. Bác nào ưng thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cây rất là rẻ luôn. Cam kết là bán giá rẻ. Thứ nhất là giá rẻ và thứ hai là bảo hành là chuẩn giống. Nếu mọi người mua ở nơi không uy tín, mọi người sẽ mua một cái giống sung nó không ra được quả này, hoặc là mua về giống sung tẻ này, nó không chuẩn là sung lép nhá, hoặc sung lai. Còn cây nhà em cam kết là chuẩn giống sung lép siêu quả luôn đây ạ. Em quay này. Đấy. Cây này một cây nhỏ, đây là cây mẫu nhá. Cây mẫu nhỏ như thế này. Cây mẫu nhỏ như thế này mà nó sai quả. Bé tí xíu mà đã sai quả như thế này. Còn đây bọn hàng giống này, bọn hàng giống em bán chỉ 7.000 một cây nhá. 7.000 một cây giống và ship hàng từ 100 cây. Nhận ship cho đơn từ 100 cây. Hàng cây giống này thì em xuất chủ yếu cho nhà vườn nhá. Bác nào nhà vườn hoặc bác nào đang muốn đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, muốn thử sức trồng cây này ấy, thì có thể lựa chọn em sung lép này. Rất dễ trồng, rất dễ chăm sóc. Em chào chị Hoa Tím, lâu lắm rồi em mới thấy chị xem live của em. Em chào chị Hoa Tím nhá. Lâu lắm rồi em mới thấy chị Hoa Tím xem live của em đấy ạ. Có ship về Đắk Lắk không? Có nha anh nhá. Em có ship Đắk Lắk nhá. Đắk Lắk
cứ ngày chặn âm lịch là em có xe nhá. Một tuần em có 3 chuyến xe về Đắk Lắk nha mọi người nhá. Cứ ngày chặn âm lịch là em có xe về Đắk Lắk. Bạn nào ở Đắk Lắk muốn mua cây sung này thì các bạn inbox vào Zalo số điện thoại em là 0911451210. Sung lép siêu quả nhá. Sung lép siêu quả nó có đặc điểm gì mà nó khác gì so với sung ta, nó gọi là sung người ta trồng ở chợ. Thứ nhất là bản thân của nó rất là sai quả, mọi người trồng mọi người không cần bất kỳ can thiệp, bất kỳ biện pháp gì. Như các dùng vào giống sung thường mà mọi người làm với mọi người sung cảnh thường ấy là phải cho nó ăn đủ nước này, xong rồi ngâm này, xong rồi lại còn tỉa lá này các thứ, mình phải can thiệp rất là nhiều cái cây này mới ra quả được. Nhưng riêng cái thằng sung lép siêu quả này là nó rất là hay. Riêng cái thằng sung lép siêu quả này nó rất là hay, đặc điểm của nó rất là hay nhá. Là nó sai quả, nó sai quả mà mọi người không cần can thiệp bất kỳ biện pháp gì mà nó cũng sai quả. Cứ mọi người cứ trồng đủ ngày đủ tháng là nó sai quả, đến ngày đến tháng là nó sai quả thôi, không cần can thiệp gì. Chỉ cần tưới nước thôi là nó ra quả. Đấy đặc điểm của thằng sung lép siêu quả, và quả của nó nhá, quả nó ăn không chát như quả sung ta mình. Nó ăn nó không có vị chát xin xít như quả sung ta mình đâu, mà một quả vị của nó ăn nó giòn, nó bùi. Nó chát ít thôi, nó cũng cái đặc tính của sung là kiểu gì, nó có nhựa nó cũng chát rồi, nhưng mà cái thằng này nó không chát nhiều, nó không phải chát sắt ruột và như các dòng sung khác đâu. Mà nó rất thơm và bùi, và đặc biệt là quả của nó khi chín nó ăn rất là ngọt dẻo. Cái này vừa là cây trồng làm cây cảnh, vừa là trồng làm cây bonsai, và vừa trồng cây phong thủy. Cái quả của nó ăn, quả nó khi chín ăn thơm, ngọt, bùi, dẻo, ít như kiểu quả hồng giòn treo gió. Nếu bác nào đã ăn thử sung Mỹ rồi thì sung Mỹ chạy sát xếp cho cái sung này luôn. Lẻ 30 cây có bán không? 30 cây em có bán nhá, 30 cây thì giá 10k một cây. Về tới Đắk Lắk 100 cây mấy tiền Thủy ơi? 100 cây này nhá, 100 cây này tiền cây là 7.000 một cây thôi, là 700, mà tiền cước về Đắk Lắk khoảng tầm 200.000 thôi. Tiền cước về Đắk Lắk 100 cây khoảng tầm 200.000 đấy bạn ơi. Nói chung là bạn mua 100 cây thì hết khoảng 900.000 thôi, không hết nhiều. Tiền cước về Đắk Lắk là 200.000 một thùng ấy, một thùng một cây 100 cây này em đóng một thùng luôn. Ngày trước em hay gửi 200, biết được sang Đắk nó có tăng giá không, chắc mặc cả vẫn được. 200, khoảng tầm 200.000 một thùng thôi. Bác nào ưng thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210 với em nhé. Bác nào mà theo dõi livestream của em từ năm ngoái cho đến nay thì các bác biết là cái thằng sung lép siêu quả này cũng là một mặt hàng mà nhà em Thủy bán chạy hàng nhất luôn. Cũng là một trong những sản phẩm mà nhà em Thủy bán cực kỳ bán chạy nhất, là cái dòng sản phẩm mà 1 triệu 3 cây đấy. 1 triệu 3 cây thằng sung lép siêu quả, lát em ra cái vườn đấy em quay cho mọi người xem, quả nó sai chóc từ gốc cho đến ngọn luôn. Và riêng cái bọn hàng giống này em đang bán cây giống, bác nào theo dõi em bán Mộc Hương đấy. Nhà em gần như là bán uy tín chuẩn nhất trên cái thị trường hoa cây cảnh online luôn. Cam kết bán chuẩn giống. Bác nào ưng thì chốt đơn chỉnh màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210 nhá. 0911451210 với em. Sung lép siêu quả, hàng cây giống nhá. Đây là hàng cây giống em thì bán chỉ có 7.000 một cây thôi. Bác nào mà muốn mua 30 cây mua lẻ rồi, bác nào muốn mua 30 cây thì em lấy 10.000 một cây thôi, thế là 30 cây của các bác chỉ 300 thôi. Mua lẻ thì giá sẽ nhỉnh hơn mua xỉ một tí xíu. Bác nào ưng thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911451210 với em nhá. 0911451210 với em ạ. Quả đây, bên đây mọi người nhìn một cây nhỏ như thế này. Đây mọi người nhìn cây nó nhỏ như thế này, nó sai quả, sai chóc rồi. Bắt đầu ưng thì chốt đơn cho em nhá. Chị trong chiều hôm nay em sẽ làm rất nhiều sản phẩm liên quan đến sung luôn. Sai chóc từ gốc cho đến ngọn luôn. Bắt đầu ưng thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210 nhá. Em xin phép tắt like này, cảm ơn mọi người đã xem like.